Sau cuộc trò chuyện đêm nay, các thành viên đã hiểu thêm về nhau rất nhiều và từ đó mà đã nảy sinh chút tình cảm ban đầu. Cả Thảo và Vi đều đang để ý Long, Long cũng đang để ý cả hai cô nàng. Huyền đã có chút ấn tượng tốt với Nhân và Tuấn Anh. Những ngày sắp tới, khi chung sống cùng nhau trong ngôi nhà chung, câu chuyện tình cảm của các thành viên sẽ còn diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Từ khu Thảo Điền, quận 2, vượt qua sông Sài Gòn, sẽ đến được với Sài Gòn Riverside Retreat. Đây là một khu nghỉ dưỡng thanh bình, yên tĩnh, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, mang lại một cảm giác như đang ở một vùng quê yên ả nào đó. Những căn nhà gỗ tiện nghi nằm giữa khoảng vườn xanh mát, được thiết kế hài hòa, giúp mang lại một cảm giác thật thư thái và thoải mái. Sáng nay, khi các thành viên khác còn đang ngủ, Long đã dậy thật sớm với mục đích làm xe ôm cho Vi và Thảo. Mình cứ đưa chị Thảo đi làm trước đi. Em tự đi được, yên tâm. Không, nói chung là tí nữa anh mà chạy anh về đến đây, ví dụ 8 giờ anh về đến đây anh sẽ gọi. Vì chỉ có một chiếc xe máy nên đành phải xếp thứ tự ưu tiên, và người đầu tiên chính là Thảo. Em là đoạn nào Trương Định? Ngay Tao Đàn luôn á. Đối diện Tao Đàn là chỗ cái karaoke à? Đúng rồi đó. Đối diện karaoke à, sát bên. Anh rành dữ, vừa đi karaoke rồi nữa. Không, tại vì anh ở quận 3 mà. Mà Đinh Chi. Anh ở quán anh mở vào Đinh Chi thôi, chứ còn anh ở Nam Kỳ. Nam Kỳ. Hôm qua mấy người nam có bạn về cặp đôi với ổng không? Có chứ. Anh nghĩ là ai? Anh đang nghi anh nghi là Nhân với cả Brad là một trong hai người là cặp đôi bí ẩn. Y chang bên nữ luôn, bên nữ cũng nghi hai người đó. Lâu lắm anh mới ra đường sớm như thế này đấy. Xong rồi chạy lên cũng nhìn mình luôn. Hôm qua cái lúc mà anh bảo là sáng anh sẽ dậy anh đưa em đi làm, thế là Brad bảo là nếu mà sáng mai Long dậy đưa Thảo đi làm thì 90% Long là cặp đôi bí ẩn với Thảo. Nếu mà là cặp đôi bí ẩn thì càng không như vậy. Càng không như vậy. Và 10% là Long là người rất tốt. Rất là nhấn mạnh là phải đến 10 lần rất, xong rồi hỏi là how many times rồi. Thế là đây là lý do sao anh lấy cái quần ngày hôm qua là anh mặc. Bây giờ nốt đúng không? Tại vì đằng nào thì lát nữa cũng mưa. Tôi lấy quần hôm qua ra mặc luôn. Xong rồi lát về thay. Thật ra là quần thì không biết, áo thì biết thôi. Chứ quần anh có mặc cái quần này tuần cũng không biết. Mà quên mất là cái áo hôm qua đi mưa thì lại không mặc. Nhưng mà sợ hai ngày lên thành cùng một áo người ta cười. Lúc ấy trở thành chàng trai ở bẩn nhất các mùa Love House. Quay lại chắc 8:15. Làm thêm cuốc nữa, kiếm tiền ăn sáng. Đâu chàng, mình gọi là chàng grab by may mắn. Bye bye anh, tối gặp lại. Nghe nhá, bye bye. Ok, bye bye. Gặp.
xem ra buổi sáng hôm nay của Long rất bận rộn, thậm chí anh chàng còn không kịp nghỉ ngơi, vừa về là lập tức chở Vi đi làm. Trong khi đó, các chàng trai khác vẫn còn say sưa giấc ngủ. Đâu hết rồi? Dậy chưa? Thôi đi ra. Em xin lỗi, em không thấy. Xin lỗi anh. Thôi đi ra đi. Anh dậy đi, xuống ăn sáng luôn. Dậy ăn sáng. Trái ngược với Vi và Thảo thì Diễm và Huyền lại hì hụi trong bếp để nấu ăn cho các chàng trai. Đây, uống đi, uống ngọt hay uống ngang nhỉ? Uống ngọt hay nhỉ? Uống bình thường. Dạ. Em với chị ngon. Em mà ăn đi. Đây cái muỗng cái mút này. Đây là đổ vô luôn. Tưởng là mọi người đi hết rồi chứ. Đi rồi mà. Anh Long sáng nay đi đâu mà? Đi công việc. Công việc của Long quả thật rất bận rộn. Chưa kịp đến nơi đã hẹn chiều đón về. Dậy mấy giờ là anh sang ở đây? Anh chắc chiều anh mới quay lại. Chiều á? Ờ. Là mấy giờ anh kêu quá nha, anh sang đây em. Mấy giờ em qua? Mấy giờ anh về? Tức là mấy giờ về quay lại đây hả? Ờ, chắc là khoảng 5-6 giờ gì đấy. Ờ, tầm đấy cũng được. Ờ, ok. Thế là anh đón em ở đâu? Vẫn chỗ làm của em ạ? Cửa hàng, cửa hàng này. Ok. Nên tầm đấy anh qua anh đó. 7 giờ có tiệc mà đúng không? Ờ. Thì khoảng đấy chạy qua. Không biết có cần chuẩn bị gì không? Hôm nay ở nhà có ai ta? Này em nhà... thì giờ nào em qua cũng được hết. Anh qua đón em khi nào thì khi đó. Thế thì sớm, thì khoảng sớm hơn. Anh nghĩ là khoảng 5 giờ thì đấy anh sẽ qua. Tại vì anh phải ở quán anh lấy mấy thứ. Em đang không vâng lại, không biết là có mang xe về hay không, có mang xe về hay không. Tí nữa đi cái con đường này em sẽ tự có cảm nhận. Vừa rồi là Thảo đã có cảm nhận rồi. Cảm nhận sao? Là Thảo sẽ không mang xe về. Sao vậy? Tại vì thấy nó xa quá. Đúng rồi, xa. Mà đấy, mà đi ra chỗ Thảo là còn xa hơn chỗ em. Ủa, chỗ em Thảo là xa hơn chỗ em à? Đúng. À không, đi ra chỗ em xa hơn chỗ Thảo. Chỗ xa chỗ em xa hơn nhá. Ờ, đúng rồi. Thì tức là đến lúc đấy em sẽ tự cảm nhận, Thảo thì cũng đã có cảm nhận rồi. Dạ thôi, chắc em phải suy nghĩ lại. Anh cảm tình với ai nhất trong các bạn nữ? Anh... hôm qua anh nói chuyện nhiều với hai người. Không, chào, tức là nhiều hơn so với người khác thôi. Anh nhận đầu tiên là Thảo, vì Thảo đến đầu tiên, đến đầu tiên. Thứ hai là em. Còn hai người kia thì anh cũng chưa nói chuyện nhiều. Mà Diễm thì anh nghĩ là Diễm là cặp đôi bí ẩn. Diễm và Miu là cặp đôi bí ẩn nên là anh cũng chưa nói chuyện nhiều với hai bạn đấy. Nên là anh cũng chưa biết như thế nào. Hồi sáng người em là cặp đôi bí ẩn rồi, là cặp đôi bí ẩn hay sao? Không, hôm qua anh không biết. Anh không biết nhưng mà anh có cảm giác là em không phải là cặp đôi bí ẩn. Hay. Điều gì cho anh biết như vậy? Không, anh linh cảm thôi. Đây nhân viên em chưa mở cửa. Em chiều thấy... anh qua anh đón. Qua đây đúng không? Đúng không? Nhưng mà em khoảng hả? Mấy giờ em về cũng được, khoảng tầm 3 giờ đổ lại. Tầm 3 giờ tầm... 3 hoặc 4 hoặc 5 trong tầm đó. Ví dụ anh về sớm được giờ nào thì qua giờ đó. Anh nghĩ là, nhưng mà anh nghĩ chắc khoảng, anh nghĩ là phải 5 giờ. 5 giờ. Không, em sợ về giờ đó sao không kẹt xe. Hôm nay chủ nhật. Không, nhưng mà hên xui được, ai biết được chỗ, không thể biết được. Vậy là nó có thể kẹo xe. Anh nghĩ là không? Nó sẽ không kẹt đâu. Good morning. Ăn đi anh. Thôi ăn rồi. Bé Miu pha. Các cô nàng chu đáo đã chuẩn bị sẵn ga gừng cho Brad vì biết anh chàng vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn say tối qua.
ai chuẩn bị cái này cho con. Gọi lại Tân á. Ồ hồ. Rau nè. Ok. Cảm ơn. Ăn được không? Ăn được. Anh Greg. 10:30 em đi đúng không? Ừ, làm thằng này. Anh đi làm à? Ờ, vậy có làm đi một chút con. Em hay em là ở đây luôn à? Em cũng bình thường thì làm là thứ đến thứ hai đến thứ sáu. Dạ không, em làm tự do. Tự nhớ? Dạ. Chỗ này chuyện thứ hai cũng không đi làm. Tùy thôi, tùy em đi gặp bạn, gặp khách đó. Chiều nay có này nhưng mà chắc không đi. Hôm nay là trời tốt nè. Trời tốt. Trời tốt hả? Sáng giờ mưa mà. Mưa rồi hả? Giờ hết mưa á. Ủa, chung là anh đi gì? Anh đi gì qua công ty? Anh là phải đi công ty và gặp khách hàng. Nhưng mà em cũng chắc là phải đi gặp khách hàng nhưng mà cancel. À. Em. Em là tối qua em đã đi uống mấy giờ? Chắc 1 giờ á. Một giờ? Mà thêm 1 giờ, 4 giờ hay tất cả nuôi cho em? Không, mọi người ngủ hết à. Tại em thức khuya quen à. Dạ. Bây giờ là bây giờ là em và Huyền là Hugh Brad nói nữa. Cho nên Brad bụi. Hôm nay mình có ấn tượng mà mình nói chuyện nhiều, bắt rác nhiều hơn. Cho nên là mình muốn là ngày mai, những ngày tiếp theo mình có thể tìm hiểu ấn rác. Thôi đi, sọc trắng đen là được. Phải đen à? Đen được nhưng mà đừng sọc trắng đen. Chào anh. Thành gì? Đây đây. Đi được không? Ủa bạn em hạ bởi xuống. Ngày đầu tiên, có vẻ Diễm và Fred rất thân thiết với nhau. Sao lớp 7 vậy? Là 183. 183. Em là em cao khoảng bao nhiêu? 64. 64 hả? Này chắc 66 hả? 64. Ngày mai em đi giày cao lên. Vậy nhưng mà 164 và 180 vẫn là tốt. Tốt hả? Thế này, see you later. Bye bye. Mà sao nhìn anh nó nít vậy? Nhìn mặt đúng con nít luôn. Đó là anh nhỏ nhất trong... Nhỏ nhất đúng không? Ừ. Ông kia là 87 hả? Anh còn nhỏ hơn Diễm. Diễm. Anh nhỏ hơn Diễm. Diễm sinh năm bao nhiêu? 2. Ôi, giờ xin chị đi. Hỏi chị đi cưng. Thôi. Người nhìn là xin chị. Thôi. Chị, giống như là lại món ngon đó đủ rồi. Bỏ qua tuổi tác chị. Thôi, tuổi tác. Chị, nhưng mà chị quen rồi, mấy người nhỏ chị không thích. Phải gọi chị đàng hoàng. Nhiều khi gặp đâu biết gặp. Nhiều khi em nghĩ em chuyển hướng qua cặp khác rồi. Ủa Vi năm gì vậy? 99. Chị Vi 96. À, Vi á, 96. Còn Thảo? Thảo 95. Nước cao không đúng không? Cũ rồi, đáng ghét à. Ờ không. Như trái cà cao á, ở trong nó có mấy cái hạt á. Chưa, anh chưa uống. Cái nước màu trắng trắng á. Chưa. Trong luôn.
Anh ăn cái hạt cacao, cái vỏ ngoài cacao đi. Chưa luôn. Còn cái cacao làm là nó làm từ cái vỏ đúng không? Nó làm từ cái hạt ở trong. Làm từ hạt ở trong, nó nạo ra hả? Đúng rồi. Nó xay giống như cà phê vậy hả? Đúng rồi. Giống như quả gấc vậy á. Ừ. Trong khi Nhân và Huyền lại có rất nhiều điểm chung và khiến Diễm vô tình trở thành một người thừa. Diễm ngồi im Diễm, suy tư gì vậy? Không có liên quan tới câu chuyện, không biết nói gì. Đánh bật Diễm hỏi câu chuyện. Chỉ khi nhắc đến Brad, cô nàng mới hào hứng hẳn lên. Tức là tính ra Brad nha. Brad em dễ nói chuyện với Brad lắm á. Nếu mà tụi em chịu nghe á, Brad nói nhiều lắm, nói dã man luôn á. Ừ, vậy hả? Ừ. Nói nhiều lắm. Đúng rồi, hình như có nói nhưng mà nghe không được. Nghe được câu không à. Sau khi đi cà phê, cả ba cùng đi ăn trưa và bàn bạc về việc tiệc barbecue vào tối nay. Ê, cái phòng của anh nó có cái nhà vệ sinh nó trong nhưng mà có cái khăn che được, phòng em không che được gì luôn. Cái khăn đó là của cái anh kia anh mang lên cho che. Ừ. Có ngộ làm lộ thiên quá. Cái phòng đó là thực chất là do tình nhân. Ừ. Hai người á. Thì phòng che cũng vậy mà. Mà có gì đâu. Không che gì luôn, đi ra đi lại thấy luôn. Mà cũng đâu ai hiền nhìn đâu. Con gái không rồi. Sáng này đi vô thẳng rồi. Em không thấy gì hết. Em thề là em không thấy gì hết. Em thấy em liếc thôi. Không, tại vì em mẹ nó không thấy mà bạn. Đâu, xong vô nhìn. Không phải, nghĩa là không, mình thấy không thấy gì đâu. Thì lúc mà em thấy anh đang quấn cái khăn mà. Bình thường, cái đó giống như trong phim thôi. Anh hiểu, em hay bị tưởng tượng á. Em bị tưởng tượng á. Em sao ta? Kiểu em nhìn cái sự việc đó, em sẽ hay tưởng tượng em là người ta. Tưởng tượng đúng sâu luôn. Nhưng chủ đề của Diễm dường như luôn liên quan đến Brad, bởi cô nàng còn nhiều điều tò mò muốn tìm hiểu về chàng trai Hàn Quốc này. Mà ông Brad á, ông ngủ mà ổng cái kiểu như ổng ngủ mà không biết là ổng mớ hay sao á, ổng rên. Ngủ có sáng vậy là thấy là mền mùng là vậy, là vậy ổng chỉ văng ngủ, luôn ổng chỉ ngủ một mình được thôi. Ừ, ổng có ngủ chứ. Vậy ai ngủ chung giường với ổng? Long à? Long mà sáng lúc anh Long đi rồi. Em biết làm hết luôn không? Anh chỉ phụ được thôi chứ anh không. BBQ mà, mọi người ướp thôi. Ướp thôi rồi tối nay mình nướng tại vàng, mọi người nướng. Vậy tối nay mình ăn BBQ đúng không? Ừ. Không, 2 giờ chị đi. Ừ. Giờ 2 nay mình đi chợ. Thì tỉnh đi. Nói thì 2 nay mình đi chợ. Thế là đang suy nghĩ món gì? BBQ thôi mà, BBQ không thì gì đâu. Mua cà chua bi, thịt bò, thịt gà nữa. Thịt gà nhà có ớt chuông, rồi dưa leo nha. Dưa leo. Rau làm salad nữa. Rau sống. Làm salad. Có bí ngòi. Hả? Bí ngòi. Là gì? Bí ngòi kiểu như mướp Nhật á. Là gì ta? Tao không rành lắm. Ừ. Rồi cái gì? Đậu bắp. Ừ, đậu bắp đúng rồi. Cà tím. Rồi mayonnaise còn. Salad. Dầu dặm nữa. Có gì nhà mua đầy đủ nha, đừng mua thiếu nha. Cá hồi. Cá ngừ trộn salad. Ý là đồ sống cho lại. Đi luôn hai người, chơi tí đi. Em muốn đi, em không muốn ngồi lại nữa, nãy giờ ngồi. Ok, đi thôi. Chị đi đây. Ủa nhưng mà chị đi chung xe với bọn em luôn hay là sao? Không, chị đi ráp qua. Giờ chị đi đâu? Chị đi qua công việc xíu. Okay. Người đi luôn hả? Đi luôn. Đi. Sau khi Diễm rời khỏi, Nhân và Huyền nhận nhiệm vụ đi chợ và chuẩn bị. Dạ. Em đợi anh Nhân. Ủa, anh đi vô trong đó không hả? Trời ơi. Vậy là hồi nãy giờ em hố á hả? Không tin được luôn á. Đâu vậy?
tìm em nãy giờ luôn á. Ai vậy? Ai vậy? Anh hồi nãy là anh tưởng em ra trước rồi. Xong cái anh chạy ra luôn. Em tính tiền ngay chỗ taxi luôn á. Hả? Thế nhưng đã có một chút trục trặc nho nhỏ vì sự hiểu lầm. Lỗi anh. Và xem ra Huyền cảm thấy một chút tổn thương vì bị bỏ rơi. Trời ơi, anh tưởng em ra trước rồi, xong rồi anh đi vệ sinh, xong rồi anh đi ra anh không thấy ai hết trơn luôn. Xong rồi anh đi theo mấy anh này, hỏi mấy anh này đi. Nước nè. Không. Nước cho hả? Tôi no rồi. Em đứng ngay chỗ cái cây xoài đó em chờ anh. Mà lên thấy anh đi ra không? Em không thấy anh đi ra, em mới đứng chờ. Anh đi ra theo mấy anh này nè. Xong rồi anh đi ra đây, xong rồi anh đây ra, anh không thấy em, anh tưởng em chắc đứng đâu với Diễm, tạm biệt Diễm. Xong rồi anh hỏi anh là, ủa Huyền đâu rồi? Xong anh chạy vô anh tìm em. Rất giận. Anh nói rồi sản xuất kỹ thuật. Trời ơi, mới nói thèm sashimi ra đây thấy nguyên. Nhiều khi em mặc cái áo này nhìn nó hơi giống cái cây xoài á. Cho nên là không biết được. Thôi mà, có gì đâu. Sao đừng mặc bộ giống cái cây xoài nữa nha. Nhưng mà sao em sẽ không chịu nhanh nữa. Anh quên thiệt. Trời ơi, một con người anh 54 kg mà anh mà quên được. Ủa vậy, em 54 kg luôn hả? Vâng. Cũng được. Anh nói những cô gái mà dưới 55 kg, 54 kg thì cũng được. Em đã xác định rồi, sau này em sẽ không được chung nhanh nữa. Đôi khi có những cái sơ hở. Máy nó còn hư mà huống gì người. Em ăn no chưa? Một người nói chuyện mình kỳ lắm nha. Anh nói thiệt, kỳ lắm luôn á. Đứng chờ mình cũng kỳ lắm. Dạ. Yeah. Thôi gì đâu. Gì đâu mà giận. Có gì. Đến hẹn lại lên, Long đã quay lại để đón Vi. Vì đến khá sớm, anh chàng lại phải chờ đợi Vi tan ca. Hơn cả cuối kỳ. Hello. Hello. Có mũ chưa? Có rồi. Và chở cô nàng về quán ăn của mình. Ê, để giới thiệu món đặc sản của quán mình. Gái ơi, cho xin một đùi sốt Wakanda và shoyu kim chi đấy. Hai loại sốt luôn nha. Hai sốt đi. Ờ. Cái gì mà ăn mà nó nhanh được phải cầm tay không? Ừ thì, cái xiên. Ừ, xiên đi. Đừng có thay ngồi mình ngọc xiên mình. Này, em lấy cái này trắng. Để cho anh thêm cái sốt sữa chua kim chi. Ừ. Ừ, thì em có thể trộn vào ăn kèm luôn cũng được. Ăn thử đi. Hơi béo một chút. Nóng không? Hả? Cái gì? Cô gái không bao giờ ăn đồ chiên thì ăn đồ chiên thấy như thế nào? Còn em biết ăn đồ chiên lắm. Ờ. Tụi nó biết ăn đồ chiên lắm. Vì nó béo á. Em nghĩ là ăn một bữa thôi là phải đi tập lại mấy bữa. Nhưng mà cái này là sữa chua nên là nó không gọi là béo. Ừ. À, sáng nay lúc anh chở Thảo đi, Thảo bảo là
cái lúc hôm qua, lúc đầu tiên em gặp anh á, em cứ tưởng anh là một người rất ít nói, là kiểu anh kiểu chững chạc ít nói, đến buổi tối anh lộ nguyên hình luôn. Đã lộ rõ mục đích của mình, muốn đính chính sự hiểu lầm của Vi sau lần đầu gặp mặt. Mà tối nay mình chơi trò gì bây giờ ta? Hôm nay anh ngồi anh nghĩ mãi không biết là nên tối nên chơi trò gì. Anh nghĩ là nên chơi mấy trò trí tuệ một tí. Lòi ra. Ngày hôm qua là mình có cảm tình với Thảo và với Vi. Thì hôm nay lại rất là tình cờ là hai bạn đi hai cái khung giờ khác nhau. Thì mình cũng muốn là qua cái việc mà sẽ đưa hai bạn đi làm buổi sáng nay thì có thêm thời gian để nói chuyện một chút để hiểu nhau hơn. Thì đúng là hôm nay khi mà mình đã làm cái việc đó thì mình đã nghiêng dần hẳn về phía Vi, và Thảo thì ở một cái mức độ là mình thấy nó hơi bị giảm sút đi một chút. Nên là mình đã quyết định là mình sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu Vi hơn. Cả hai nói chuyện với nhau rất là hợp luôn. Những cái gì Long nghĩ, Long nói ra mình đều suy nghĩ những cái rất là giống. Và cái cảm xúc về cái Long cũng muốn nói chuyện với mình nhiều và mình cũng muốn nói chuyện với Long nhiều. Nên là cảm giác cả hai có vẻ cảm xúc nó cũng hơi giống nhau một tí. Có lẽ là chắc có lẽ vì cả hai đi cùng với nhau nhiều. Còn những bạn nam khác thì mình chưa đi, chưa tiếp xúc nhiều nên là chắc có lẽ chưa có cảm xúc nhiều bằng Long. Nên là cảm giác bây giờ Long nó sẽ cảm giác thoải mái hơn. Sau ngày đầu tiên, Diễm dường như đã hướng sự chú ý của mình đến chàng doanh nhân trẻ người Hàn Quốc Điển Trai. Và Brad cũng dành khá nhiều thiện cảm cho Diễm. Nhân với Huyền tỏ ra vô cùng hợp nhau từ tính cách đến sở thích. Long thì đang bỏ rất nhiều thời gian để làm xe ôm, đưa đón cả Vi và Thảo. Có lẽ Long đang muốn tìm hiểu cả hai cô gái, hay chỉ là sự ga lăng đơn thuần của một chàng trai. Nhưng điều đó đã gây được ấn tượng mạnh với Vi. Liệu mối quan hệ này có thể phát triển hơn? Hãy đón xem vào tuần sau.